dân thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào người cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn, luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Hội thánh là một bà mẹ hiền, đầy lòng bao dung đối với lỗi lầm của con cái mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết luôn bao dung, tha thứ mọi xúc phạm do kẻ khác gây ra cho mình. Trong đời sống mục vụ vốn có nhiều khó khăn và đau khổ. Cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sẵn sàng